Hello mọi người, thế là một mùa Giáng sinh lại đến mọi người ạ. Thì thay mặt anh em trong kênh Hiếu Già Vlog và anh em thợ bên bãi Hiếu Già, kính chúc anh em toàn thể tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Chúa sẽ ở bên mọi người, Chúa sẽ bên các bạn. Thì mình là đạo Chúa mà, cho nên là Giáng sinh thì nói chung mình ăn cũng cũng hơi hoành tráng. Anh này hỏi mấy cái cỏ không phải của Honda. Bây giờ về, hôm nay mình về một con máy, gọi là con này con máy xới tài mọi người, hay là gọi là con chèn hang, hay là con xới chèn hang gì, tuy tuy người gọi tuy dung miên, nhưng cái con này mà nó đẹp mọi người biết là không một tì vết nha. Máy có đề, con này là chín ngựa NF9, con này công nhận ghê thiệt mọi người, nó mới mới ken luôn, nó mới mà ốc bảy màu mọi người. Máy có đề NFD9, mà con này là Isuzu nha. Mình bán cái con này có giá có 22 triệu luôn, có đề thay bình mới. Bình này nếu mà thật sự để mà phục hồi là xài ngon lắm mọi người. Bình Yusa là xài cực kỳ ngon, bình Nhật mà. Anh lựa cho em con nào đẹp tí giúp em. Ok, trời gì dễ đơn giản. Thôi nói vòng vòng bây giờ quay phim nhanh đi, còn đi Noel nó mình là ngay chấm đạo mọi người, cho nên là Noel xôm tụ lắm, nguyên một cái đoạn đường mà dài 5 cây số. Mọi người chỉ có đi bộ thôi chứ không có đi xe được. Đó. Bây giờ để quay cho mọi người xem chi tiết nha. Con này là bao mọi người là mới luôn, ốc là còn 7 màu, bánh các kiểu là mới ken luôn nè mọi người ha. Con này là chắc anh 10 anh 10 chốt trước con này ha. Anh 10 mình đặt cái tên gọi là cái tên rất là mỹ miều mà cái tên mà gọi trên đây không được. Đó, mọi người thấy không? Ốc là vàng hết luôn, bánh chụp bánh đà còn mới ken. Cái bô mà chưa có bị xét miếng nào luôn á. Đó, đã chưa mọi người? Nhìn là mọi người kết liền. Mình nhìn mình còn mê nữa mà. Isuzu con này giờ thay bình hết cũng hết triệu mấy mà. Tại mình là toàn là xe bình hút kiếp 1 giờ, cho nên là nhiều khi nó sẽ mắc. Cái một số dòng nhưng mình không hiểu, nói chung là máy xới thì mình không gành hết cho máy. Con này là nó sơn ở đây trắng tươi hết luôn. Nó là một số con là nó bằng cái lốc bằng bằng nhôm thì nó sẽ dễ bị tan tan đúng không? Còn riêng con này nó sơn như vậy thì nó không còn tan tiết gì nữa. Đó là cái hộp số kéo, cái sên kéo của cái dàn xới. Mọi người thấy không? Ốc mà zin 7 màu đánh số 4 luôn thấy không? Đó. Nhìn đã. Bị móp xíu chỗ này còn vỏ là còn gai gió luôn ha. Nè. Còn gai gió đầy đủ hết luôn. Mới ken. Vỏ này là của nylon. Này. Thì con này sẽ mắc in Japan thấy không? Nguyên cái dàn vỏ, dàn ốc không, mọi người thấy lụm tiền chưa? Cái máy đã chưa? NF9 đàng hoàng ha. Quá đã. 9BS tại dòng tua 2.500 dòng. Cái con này không có gì mà để mọi người chê. Mình bán giá này là quá rẻ rồi mọi người. Cái lọc, cái lược gió mà còn mới ken luôn mọi người thấy không? Nè. Đó. Quá đẹp cho một cuộc tình. Mà con này 22 triệu đâu ra mọi người, kiếm đâu ra. Nó có thêm một đoạn tạc luống mà sao nữa. Nè. Tạc luống là phải sửa lên tí ha. Nói chung nó bị cong cong tí xíu, sửa lại. Đồ thật luôn. Khóa đề còn zin không đây? À, khóa đề zin luôn mọi người, đỡ mua khóa ha. Con này thì quá tuyệt vời, quá đẹp luôn. Nói trước là cái con này bị mất cái U này. Nó có một cái U đây nè mọi người, mà không biết tại sao bị mất ha. Cố gắng mình kiếm cái có thì đưa cho anh em, chứ mình không lấy cái này làm gì đâu. Không biết về bị thiếu hay mất đâu ra, không hiểu được ha. Còn riêng về vấn đề máy móc thì bao mọi người là nó hoàn chỉnh một từ A tới Z, không một tí tì vết luôn. Vậy mới ghê chứ. Với lại là một con xây cây thì xây gỗ rồi á, cỡ cùm tay đâu mọi người. Con này hôm trước cũng mấy anh khá là nhiều anh mua, hôm nay còn được con này là con cuối cùng của ngày hôm nay. Máy Mitsu 131. Đây. 131 Mitsu. Ở đâu anh Tiến? À, mấy cậu quận 12 anh kia kêu mai mới giao. Của anh Hải, anh điện rồi. Tưởng đâu điện làm việc với anh Di rồi. Con này còn một con duy nhất mọi người, 15 triệu con này không tự hành nha. Anh em muốn cắt nó bự hơn, ngắn hơn hay dài hơn đó thì anh em thay cái nhông vô. Tất cả cái dòng xe gỗ là đều có một cái nhông đi. Con này hôm nay mình gắp hoàn chỉnh, anh em nhìn thấy nó đẹp không? Đây là cái đường đưa vô, đây là đường nó phun ra nè. Khi anh em đưa vô đây thì nó sẽ có cái ngàm để nó bấu vô ha. Nó sẽ ghi cái cây mọi người vô đây. Này là về cắt cỏ cho bò ăn thì nhức cái nách. Dòng Mitsu này thì nó sẽ mắc tiền hơn.
cái báo săn còn mới can là mọi người trông vắt luôn ha. Ốc là còn 7 màu luôn. Con này chung là cực kỳ đẹp. 15 triệu con này. Bao anh em hoạt động bao vận hành thì con này đóng cái ba lết gửi về nếu anh em ở tỉnh xa. Còn không thì anh em nào ở miền Tây hoặc gần gần thì mình sẽ gửi chành. Ha. Đó. Có giá. Với lại con sới K75. Con này cũng khá là hệ, mọi con này Kubota là hàng hệ luôn nha. Mà nó bị mất cái miếng tre bên hông này, mình không biết vì sao lại lạc. Thận đóng hàng cho mình nó bị lạc thì mình cũng không hiểu được. Lại cái nắp chụp trên đây nó bị bể rồi, cho nên là con này mình bán giá rẻ. Chứ đúng ra cái con này mọi người biết nó mắc, cực kỳ mắc nha. Còn có chữ GB là Japan nữa nè. Đó mọi người thấy dàn sườn không? Ghê không? Đẹp. Không không có gì mà phải chê, hai con sớm này là quá đẹp luôn mọi người. Mà giận con cái là bị mất mấy món đó, cho nên là mình bán giá rẻ có đề nha. Mình sẽ thay bình mới thì con này là 19 triệu. Cái đề mọi người ở trong cái hộp lấy ra chưa chắc mọi người được cái đề mà nó đẹp nó mới như vậy ha. Tay quay là zin luôn thấy chưa, tay quay bật đạn rồi cốt bật đạn này kia kiểu còn mới can. Trời ơi mà nó uổng ghê luôn mọi người, tự nhiên bị mất cái nắp đó, cái nắp chụp ở trên này ha, với lại cái hai nắp tre bên đây, cho nên mình bán cái giá rẻ cho anh em xài. Mọi người thấy chưa, nó mới như vậy nè. Ốc là zin từng ốc nha, không có tháo một tí xíu nào nha, chưa đụng một chìa khóa nào luôn á mọi người, thấy không? Nè đó, ốc chân mái nè, chưa đụng một cái chìa khóa luôn, chưa gỡ một cái gì luôn, zin hết luôn mọi người. Anh em nào nhận máy về bảo là cái này lô anh Hiếu tháo làm lại thì trả lại đây, Hiếu trả tiền cho. Chắc chắn một điều là Hiếu già là không có chuyện bung máy làm máy gã máy gì mọi người. Ok, về sau thì vậy, thà mình mua cái giá nó mắc hơn bên đó, nhưng mình phải lựa hàng đẹp và chọn hàng phải ok thì mới giao cho mọi người. Chứ giờ về mọi người cứ nghĩ đi, gỡ cái máy này bung ra ha, làm bạc, làm piston rồi sẽ xúc bắp cái kia kiểu mọi người thấy không? Nó rất là tốn thời gian và nó rất là mất cái công cán chi phí rồi mất zin các kiểu. Mình là cứ chủ nghĩa là zin 100%. Ờ à, bên Nhật có sao vậy, nhiều khi có những cái con mà họ sơn lót, ok, mình chấp nhận mua tại vì nó đẹp. Nó sơn lót nhưng đẹp, giống như con xe rùa mình bán cho anh Thành về bên Lào á. Con hôm trước mà 62 triệu hay gì đó mọi người, hay 72 triệu quên mất. Tí xíu mình quay lại con nói cho mọi người. Đó là nó sơn lót lý sao là mình báo vậy. Hàng có sao, riêng Hiếu già nha mọi người. Hàng có sao, nói vậy người ơi đó. Ủa sao hôm nay quên nữa, một đống tủ lạnh mình chưa quay tủ lạnh mọi người. Với lại hôm nay mình chia cho anh em một cặp cầu leo từ xe tải lên trên, đấy quên, từ dưới đất lên xe tải. Cặp cầu này dài 3 mét nha mọi người, một cây nha. Mình cho mọi người xem tham khảo cái lực chịu của nó thôi. Đó là cái mà mọi người nhìn té ngửa có nghĩa là một cây là chịu được 3 tấn. Mọi người thấy kinh khủng không? Có nghĩa là một cây cầu thôi chịu được 3 tấn, hai cây. Đó, một cây này chịu cái lực chịu nó là 3 tấn mà rất là nhẹ mọi người. Khi mọi người bỏ lên xe tải thì cái này nè, nó sẽ đưa cái ngàm này vô chỗ cái gờ của cái xe tải ha. Cần thiết thì mọi người cắm cái chốt đây. Cái nhà hiệu à, mọi người chỉ cần giả con tay nè. Nhà hiệu à, mà cái lực chịu nó kinh khủng, gọi là kinh khủng khiếp luôn á. Hôm trước thì thằng nó gửi về mấy cặp mà mình bỏ là chắc để lại một hai cặp để cho anh Tấn anh đi giao hàng, nhiều khi anh giao cái đồ nặng á mọi người, máy cài máy sới gì đó, xe cuốc gì đó nhỏ nhỏ để dành cho anh đi anh leo. Thì để lại xài thì để cái xấu xấu thôi, chia cho anh em cái đẹp đi. À cái này là mặt dưới, cái này là mặt trên nè mọi người. Lật úp như vậy ha, quên đó. Lật bị lật ngược. Đó. Một cặp này là 20 triệu mọi người nha. Mình chia cặp đẹp nhất cho anh em. Chắc chia hai cặp, một cặp này thêm cặp nữa đẹp nhất cho anh em, 20 triệu một cặp. Thì mình không biết mắc rẻ tại vì mình mua hết bên đó bổ đồng xô ngang hết 17 18 triệu rồi. Có ngắn có dài cho nên mình chia anh em cặp dài thì giá đó anh em ok, anh em nào đồng ý thì lấy. Còn không đồng ý thì để đó lướt qua. Đừng mình đừng có nó mắc nó rẻ, khổ một cái là anh em không mua hàng bên đó thì anh em không biết được ha. Chứ thật sự là nó mấy cái này bên đó nó mắc vãi luôn mọi người. Đó, được một cặp dài 3 mét. Một cây là 3 tấn. Ghê không? Cái cây cầu nhỏ xíu nhà hiều vậy mà nó chịu được cái lực 3 tấn. Mình không ngờ luôn. À, hôm qua mình giao một con xe cuốc tấn 7 tấn 8 gì đó mà cái cặp kia không phải cặp này nha. Mình leo lên gỗ bưng nó không có bị cong một cái xíu nào. Công nhận ghê gớm. Ồ, Nhật họ thiết kế cái nhôm kiểu gì mà giống như máy bay. Cái lực chịu kinh khủng.
Với lại là có gì đây, ai đây, có hai cái tủ gương hả ta, tủ gương Hitachi mọi người, tủ gương có hút chân không Hitachi, con này bao nhiêu lít nãy cơ quên coi. Con này được sản xuất vào năm 2012, 520 lít, ngăn hút chân không ngăn lớn nha, đèn led mới mọi người, nó trắng phiếu luôn á, không có một tí gì gọi là ố vàng luôn, ngăn hút chân không đó, có nghĩa là mình đã thử rồi, có nghĩa là hút vẫn còn hơi, nó chưa có vô, vẫn còn như đây, mở ra kêu cái xì. Cái này là cái gắn ở dưới chân nha, đó mọi người, cái đẹp kinh khủng không. Và con này là bàn phím đây, phím âm đây, và cửa là cửa điện cho mọi người nhấn đây ha, là tự động sẽ cạy cái tủ này ra đó, cái cánh tủ là tự nó chạy ra. Con này rớt đá tự động thì nói chung tủ lạnh của Nhật thì con nào cũng rớt tự động hết rồi mọi người, bỏ nước vô đây ha, và nó sẽ rớt đá xuống đây. Và đây là ngăn đông mềm để anh em để kem dưa ua sữa chua các kiểu, kem chuối gì đó ha. Con này thì đẹp từ đầu đuôi. Tủ gương thì anh em khỏi phải lo suy nghĩ cái chuyện mà nó chạy mặt mặt trước, tại mặt trước này là gương là kiến cường lực mà, nhiều khi bên hông thì có nó có chạy thì chạy, không chạy thôi, chứ còn giống con này đó, chạy sơ thì bên hông thì anh em để vô thì máy sát tường thì anh em không phải suy nghĩ ha. Con này là điện 110 thì mình tặng cho anh em một cục biến điện, còn em nào không lấy biến điện thì bớt 1 triệu. Thì cục biến điện mình mua là 960 ngàn một cục biến điện. Rồi anh em nào không lấy biến điện thì 23 triệu, còn lấy biến điện là 24 triệu nha. Còn con này là Hitachi, mặt thường này nha, mặt sơn này. Con này 5 cánh, con này có 10 triệu à. Đó, bán rẻ cho anh em xài. Dịp Tết thì anh em mua về tặng ba mẹ hay để nhà, để đồ, để chữ Tết thì bị nhậu. Con này là Bana, cũng là mặt gương nha, mặt này mặt kính cường lực luôn, đời này đời cao. Chế độ là Economy là chế độ tiết kiệm điện, Nano là khử mùi các kiểu ha. Con này là đời 2016, 501 lít. Con này đời cao nè mọi người, nhìn nó trông khá đẹp ha, nhìn nó cực kỳ hiện đại. Cái màu nhựa nó còn trắng trắng muốt luôn á. Con này là 25 triệu Bana, thiện ở trên Đà Lạt gọi mình mọi người đó ha. Con này là con thứ ba, con này cũng là Hitachi, đời nhiêu đây, Hitachi cũng cửa điện y hệt con kia luôn mọi người, cũng cửa điện luôn ha, cũng hút chân không ngăn lớn đầy đủ nè mọi người, mở kêu cái xì cho mọi người nha, đó là nó lọt hơi vô mọi người. Cái ngăn hút chân không thì nhiều anh em biết và nhiều anh em không biết là để dành trữ thực phẩm. Nó không bị đông đá, nó không có bị hư, không bị đổi màu, mà cái chất dinh dưỡng vẫn y như vậy. Con này cũng là 480 lít, 475 lít á, đời 2014 ha, anh em con này cũng 24 triệu. Còn một con na này 6 cánh mình bán 10 triệu ha. Đó, đây con nữa 10 triệu tô. Còn con này Mitsu tủ gỗ, con là mặt gỗ á, mặt là sơn giả gỗ, 15 triệu 6 cánh. Con này được sản xuất năm bao nhiêu vậy? 2010. 15 triệu anh em thấy không? Anh em chuẩn bị có tủ lạnh không Tết? Rồi đang vô mùa nóng ở trong miền Nam nữa, mình đang cho kiểm tra vệ sinh mấy chục cái máy lạnh nữa. Với lại đây là con máy chữa cháy, con này nó thật ra thì động cơ rất là lớn mọi người, nó pha nhớt tự động mình bán rẻ con cái là mọi người biết không? Nó hơi xấu cái mặt chỗ này là nó bị chạy chạy sơn. Riêng dòng này đời khá là cao mọi người, Toyota V72 lận đó nha. Mấy con này thì mọi người biết nó đây, nếu mà gắn dàn áo dàn đầu lên con này nếu mà đủ thì mọi người rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn á. Đó, gắp đàng hoàng là nghe ngắn, là con này đẹp cực, nó vô khớp vô rồi ha. Con này là đời khá là cao, pha nhớt tự động này, vận chuyển giờ bị bể hai chụp bugi, hai cái bugi giờ phải thay hai bugi mọi người ha, thay bugi. Con này thì có một cuồng dây xịt nè, cộng một cái súng theo chuyên dụng nữa ha. Nó là nằm như vậy, đúng không? Như vậy. Nói chung là con này khá là đẹp. Mà con này hôm nay mình bán chỉ có 22 triệu mọi người ha. Có giật và có đề đầy đủ, một cây lăng chuyên chữa cháy. Đó, nó bị chốc chốc sơn này mình mua được giá rẻ thì mình bán cho anh em giá rẻ. Con này anh em về để sử dụng phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng kho nhà trọ hay là gì đó, nói chung là khá là nhiều việc ha. Đây pha nhớt tự động nằm đây mọi người. Trời nộp cái này nó dặn cứng dữ vậy.
cái xăng đang khóa rồi. Khi mà mình vận chuyển hàng đi thì thường thường là mình sẽ khóa cái xăng này lại, đừng cho nó chảy xuống bình xăng con, nó sẽ bị ngợp và nó sẽ bị ọc xăng ra, nó nguy hiểm lúc vận chuyển. Tại vì cũng nguyên tắc vận chuyển là phải hút xăng ra rồi, mình nhiều khi sợ còn ở trong ít đó mọi người, cho nên em về là nhớ là mở xăng ra ha. Ồ, dây giật còn mới lắm luôn á mọi người. Đó, đẹp tráng trường luôn. Con này xịt là một người cầm là nó bay theo cái vòi luôn á. Nói chung máy móc con này thì cực kỳ đẹp nha. Bình xăng máy chữa cháy thì Hiếu hay nói hoài, mọi người khỏi phải lo, bình xăng máy cháy bằng inox. Còn anh em nào muốn lấy lẻ lấy con này, 17 triệu con. Máy đề điếc đầy đủ, hút chân không đầy đủ, mặt còn đẹp ha. Đây là ga. Đó. À, nhấn xuống mới lên ga được mọi người ha. Nhấn xuống mới lên ga. Nè, nhấn xuống như vậy. Nó có lò xo lẫy lên á. Báo xăng này ha, báo nước, báo bình, báo nhớt, báo tùm lum các kiểu hết trơn rồi. Đó, con này anh em nào nhà có dây có súng ống sẵn hết á thì mua con này 17 triệu. Đó. Có nhiều sự lựa chọn cho anh em chọn mà. Anh em muốn chọn cách nào thì chọn. Còn con xịt này 4 triệu EI 20. Con này thật ra thì mấy con này cái đầu không, mình thấy một số ông bán thấy đã 4 triệu 4 triệu rưỡi mọi người. Với lại cái con máy này là 5 ngựa nữa, mình bán nguyên bộ như vậy nha, mà có 4 triệu nguyên cái khung luôn nè. Cái máy này giờ mọi người cầm bỏ nhưng bán được 1,5 triệu đúng không. Đầu này thấy bán 4 triệu rồi, là thấy 5 triệu rưỡi, khung được 300 ngàn nữa rồi. Không, mình bán nguyên bộ cung lê như vậy có 4 triệu à. Mọi người kiếm đầu ra ha. Bao người test lên áp xịt đầy đủ. Con này về anh em xịt 200 mét dây là vô tư, thoải mái luôn á. Quá đã luôn. Rồi, còn con này là đầu này là cái máy này nó hơi mớp bình xăng xíu, Subaru. Rồi, con này bị tuộn chó rồi. Sửa con chó lại mới được. Con này là đầu MS 253, lưu lượng con này là được 30 lít tại dòng tua 1001 mọi người. Thì nếu mà dòng tua hơn tí xíu thì nó sẽ hơn tí xíu ha, thì cũng khoảng ba mấy 40 lít tùy theo. Con này là đúng ra cái đầu này cũng Maruyama nè, đó. Con này là lồng trắng, là lồng inox. Con này giờ anh em xịt 200 mét dây không được, trả là Hiếu lấy hết lại cho. Bảo đảm mọi người là xịt từ 200 mét dây trở lên là tốt chán, là nó phun nhuyễn thành xương luôn á. Nhiều khi anh em cứ bảo là lấy con nhỏ nhỏ về anh xịt chừng 200, phải. Có nghĩa là nguyên tắc của cái máy xịt thuốc thì mọi người biết là khi mà xịt phải nó đủ mạnh thì nó tán thuốc nhuyễn ra giống như xương thì nó mới phủ đều cái cây của mọi người, thì nó mới trị được những cái sâu bệnh và những cái sâu hại ha. Chứ không phải là mọi người cứ bảo là mua cái đồ rẻ về để xịt nó được, không phải. Cái nào nó cũng phải có cái giá của cái nào. Chứ không thể là anh em mua cái đầu nhỏ xíu mà có 2 ti mà giờ anh em kéo xịt 100 mét dây ra tới đầu kia nó chỉ xịt đúng đường nước một, nó không có xòe ra thành xương. Thì mọi người xịt một là sẽ hao thuốc ha. Hai nữa là nó không phủ đều hết cái cây mọi người cần xịt thì sâu bệnh vẫn còn, và cái hiệu sức nó không có. Đó, cho nên là nhiều khi anh em cứ bảo là lấy đầu nhỏ về xịt chậm, nhưng không phải. Vấn đề là phải đúng mục đích sử dụng thì Hiếu già mới bán. Chứ anh em mua anh Hiếu em mua cái đầu này 2 triệu em về em xịt 100 mét dây thôi bán cho em đi, không có. Cái vấn đề là phải được việc mọi người đã. Chứ không phải là cứ anh em cứ bảo mua được là Hiếu già bán, không có đâu nha. Chưa chắc có tiền nó mua được hàng của Hiếu già nữa. Còn con này thì 3 triệu, con này hay con cái mọi người. Cái đầu này đời nào mình không biết mà nhìn thấy nhớt ở trong luôn. Ông nào thiết kế đầu này cũng hay. On là nhớt nè. EI 20 thì cũng giống con kia, như là 5 ngựa ha. 5PS. Mà cái đầu này xịt khá là hay, nhìn khá là hay luôn nha. Nhìn nó tiếu tiếu. Nguyên bộ công lê như vậy có 3 triệu à. Mika. Này lỡ có bể Mika thì hai cũng dễ mọi người ha. Con này là được hai cái van hồi này bằng thau là có tiền rồi ha. Đó, xịt thì một đầu này, một đầu này thì anh em muốn xịt lớn thì gắn đầu lớn, đầu nhỏ đầu lớn hay khóa đầu này lại ha. Xịt đầu này. Thì còn anh em muốn bơm nước thì gắn đầu này vô, con này bơm nước đẩy dốc là bao mọi người, đẩy vài trăm mét luôn á. Đẩy dốc con này đẩy ghê lắm à. Bơm nước là ổng cũng ra cũng 27 chứ ít gì mọi người thấy không nè. Đó nè ha, anh em ra cái ống 27 bơm nước. Rồi bơm nước đi dành tưới gì đó. Hoặc là bơm nước anh em đẩy lên đầu lên gì đó ha. Hút thì 34. Ổng ra 27, bao mọi người đẩy đi một cây số luôn. Con này nó đẩy kinh khủng lắm á. 6 lớp B thì đẩy ra khá là ngon. Đây là nó là tua con này tua chậm nữa nè. Đó, cái bánh trớn to chà bá luôn. Không biết ti nhiêu thì mình chưa coi ha. Con này có 3 triệu à. Anh em nào ở nhà bơm nước lên đầu lên gì đó, hay là đem con này lên trên mấy cái suối bơm lên thì thôi rồi, bao mọi người luôn, quá đã luôn.
với lại là con bơm nước này là máy nhiêu người ta cao qua mấy ngựa vậy? 201 thì con này là bao nhiêu ngựa vậy ta? Nó mất tiêu trong số người ơi, mà nó kéo ra bơm nước rồi. Con này mình bán 3 triệu nguyên bộ cơm lê nha, nguyên bộ cơm lê luôn. Anh em mua về để dành bơm nước tưới cây tưới vườn, bơm gì đó bơm. Con này xịt thuốc đeo vai 3 triệu, có dây nhưng lại thiếu cái bát, thiếu cái cần xịt nha. Con này là của Kawasaki, bình là bình 20 lít, bình xăng nằm đây đó, bình 20 lít mọi người. Máy khá là đẹp, 3 triệu một con. Con này là thổi lá, anh em mua con này về thổi lá cũng được nè, hoặc là anh em để dành phun vôi, xả lúa, xả phân các kiểu ha. Con này là 2 triệu. Còn con xịt thuốc này 3 triệu, đẹp mà nhân bình là 10 lít nha nè. Con này của Maruyama, nguyên bộ cung lê. Con này nhìn hay ghê ấy, mọi người. Cái design họ nhìn giống chữ M ha, giống chữ Maruyama chữ M ở mọi người nè ha. Đó là viết tắt của chữ Maruyama chữ M. Họ thiết kế cũng khá là điểu ha. Giống như xe VinFast nhìn thấy chữ V á là anh em nhận diện VinFast liền. Đó, con này máy móc khá đẹp nè. Này anh em về mua cái dây với cái bát xịt cần xịt ở ngoài chỗ với cửa hàng bán vật tư nông nghiệp á, tầm khoảng coi chừng 150.000, 180.000 tùy theo khu vực bán ha. Anh em về xịt mai, xịt kiển, xịt này xịt kia hơi bị ngon á. Con này xịt quá đã luôn á, có 3 triệu à. Với lại hôm nay có một con tự hành, con này giờ bể cái bát này giờ không biết làm sao nữa mọi người. Giờ bể như vậy giờ anh em cho ý kiến đi ha. Anh em hàng là không được, làm gì còn để như vậy tự cuốn được nè. Thọt dây vô đây cho nó tự xả dây ra đường này ha. Nó cuốn và nó xếp dây luôn. Con này dây 8,5 ly, 130 m. Tại vì tất cả hàng Nhật là nếu bấm đầu zin như vậy là 130 m mọi người. Có cái chống xoắn nè, chống xoay anh em về mua cần gắn vô là ok. Chống xoay lúc cần kiếm cần không ra luôn á. Con này là kéo cái đầu HG443. Lưu lượng con này là tầm khoảng 30 lít trên 1 phút. Tại dòng tua 1.000, tại dòng tua là bao nhiêu? Tại dòng tua, nó không để dòng tua là đâu vậy? Mở để chữ kéo đầu GM132 là nó kéo đầu M132 đúng hệ luôn mọi người nè. Đó là nguyên cái hãng sản xuất, họ để họ design một cái kiểu rồi và họ dán luôn cái tem đó luôn. Thằng này đi với thằng kia đi nọ đây ha. Camé Mitsu 4 ngựa, tự hành, con này hư một bánh, chắc phải kiếm cái bánh khác thay vô cho anh em ha. Cuốn dây tự động nè, kéo cần, gật cái cần này là sẽ cuốn dây này ha. Đó, 130 dây, sơn bọng ngon cái kiểu mới can. Máy Mitsu còn mới lắm mọi người, trời con này nó mới như thùng vậy ha. Đây mọi người nè, nó xanh dờn luôn nè ha. Bô chưa có bị xét, chưa bị ten gì hết. Máy móc còn ốc 7 màu luôn. Đầu điếc còn đẹp đẽ luôn ha. Da lồng inox. Con này có 14 triệu mọi người. Giờ hiểu già bán độ chung cũng rẻ. Không biết, tùy nhận định của anh em. Không biết rẻ mắc thì tùy theo mọi người nhận định, chứ còn mình thì mình thấy rẻ đó. Tại vì so với lại cái giá bây giờ, yên bây giờ cũng lên rồi mọi người. Yên bây giờ lên gần tới 18, đây tới tết tay là yên phải lên 18 luôn rồi đó. Đang 17 mấy hay gì rồi. Tại vì mình nghe Thuận nó báo là yên lên 17 mấy mà quên mất tiêu là 17 mấy. Với lại này có hai con máy phát điện Denso 2006 là 2006 2006 là tương đương là 2.6 kVA thì tầm khoảng cỡ 2,2 kg 2,3 kg vậy mọi người. Ê, là sao? Con này thì thường đâu dữ gì, sao con này lên maximum của nó nếu mà tới 2,9 kg luôn nè. 2,9 kW luôn, tại dòng tua 3,600. Mình không hiểu tại vì nó để 2,600 nên mình học 2,600 chứ mình không hiểu được lý do gì sao. Thì mấy con này trước giờ vẫn có giá thị trường mọi người ha. Thì cứ 6,5 triệu một con, máy xăng mà. Mấy con này anh em về xài để dành quạt nè, tủ lạnh đồ này kia các kiểu thì ok rồi. Máy lạnh hai ngựa là chạy thoải mái rồi đó, vô tư. Còn mới lại một người chạy được hai con, thêm đèn quạt các kiểu đó. Cái con xe gùa bán về cho anh Thành ở bên Lào, con này 1,5 tấn bán 72 triệu, bán rồi nha. Anh em đừng hỏi nha, anh đốt nhà mình. Anh Thành cũng khách quen, bên Lào anh mua đồ nhiều lắm. Với lại một con chữa cháy hôm nay, con này là
lưu lượng có được 2-3 tầng cánh, có hộp điện luôn ha, tủ điện luôn ha, con này bán 37 triệu. Thì anh em quan tâm nhất về một cái máy chữa cháy hoặc cái máy bơm nước, anh em mua con này về bơm nước tưới cây thì ok. Còn là anh em bơm lên đồi, lên dốc hoặc bơm tưới bét, tưới súng, tưới gì đó, thì anh em quan tâm nhất là cái hiệu sức và cái thông số ha. Con này thì bao giờ cũng motor của Hitachi hoặc là Superlight. Thì con này là đang là ấy, con này là có Toshiba lần đầu tiên nha. Đó mọi người, lần đầu tiên mà bán cái máy chữa cháy bơm motor của Toshiba 22kW là 30 ngựa. Thông số thì mình sẽ đọc từ từ cho anh em coi ha. Giờ nó hơi dướng dướng tí xíu, anh em chịu khó giờ nhìn rõ không rõ để hiểu đọc cho nha. Đây, hỏng ra là 125. Từ 900 lít cho tới 1080 lít trên 1 min. Ghê không? Cột áp đẩy cao là 73 tới 72 mét. Wow. Ôi sao con này nó đẩy ghê vậy, nó có lưu lượng mà nó đẩy ghê hả? Tính ra là gần một khối một phút là 60 khối một giờ mà đẩy cao tới 70 mấy mét luôn. Ôi, cái con này sao mà nó đẩy kinh khủng vậy? Có là lưu lượng có mà áp cũng có luôn mọi người. Mà có 30 ngựa thôi. 60 khối một giờ mà đẩy cao tới 70 mấy mét. Ây da, mấy con này sao nhức đầu vậy? Bình thường mình thấy đâu có dữ vậy. Con này nặng có phải cỡ 400-500kg, hơn 500kg mọi người. Ha, mình bán là 37 triệu, bao anh em là hoạt động đầy đủ. Tủ điện anh em cần điện thì mình kiểm tra tủ điện, đấu tủ điện lại. Cái mọi người muốn ga ống nhiều ga, dù ống này là 125, ống này là 90 ha. Anh em không cần xài ống này thì bít ống này lại, dặn cái van đây là bít lại, còn thôi mở ra xài thì xài. Đó, anh em muốn xài đường này xài, muốn xài đường này xài, nó có 2-3 đường anh em muốn xài cái gì rồi xài. Đây là họng hút. Đây là họng ra. Với lại là nay được soạn được mấy cái quạt hơi nước. Thật ra mấy cái quạt này mọi người kiểm tra rồi làm cũng khá là kỹ. Vận chuyển đi dễ bể dễ vỡ nó mới ghê. Nhiều khi không muốn bán, mà bán thì khó vận chuyển, mà không bán thì anh em buồn. Anh Hải kêu nhắn anh số tài khoản anh chuyển tiền. Số tài khoản Hiếu già. Rồi đợi xíu. Con này là 7,5 triệu luôn cục biến điện nha mọi người. Cái này là nếu mà một cái clip sau để Hiếu rảnh thì sẽ test cái clip cho mọi người. Có nghĩa là nó phun xương rất là nhuyễn. Anh em có thể để trong phòng khách được, để trong sân được, nhà xưởng các kiểu được. Nó phun 15 giây nó nghỉ 15 giây, phun 30 giây nó nghỉ 15 giây và phun 40 giây nó nghỉ 15 giây. Có nghĩa là nó sẽ ngắt quãng. Còn em muốn full thời gian thì sẽ có cái nút bấm là full thời gian ha. Còn em muốn chọn chế độ chức năng gì đó thì chọn nè. Đó ha. Muốn chọn chức năng gì đó chọn đầy đủ. Anh em cắm ống nước vô đây ha. Nước đầy tự ngắt. Rồi anh em đổ đá vô đây cho nó mát. Cái này là cái bơm nước mồi ha. Cái này giống như cái bơm xăng của mấy cái máy cano mọi người. Con này mình được ngon lắm á. Này là xả hơi nè. Ví dụ anh em cần xả hơi một cái ha, bóp bóp mấy cái cho nó nước lên. Chứ tại vì nguyên tắc của cái bơm này trong đây nhớ, giống cái đầu bơm của xe mọi người, nó có ba cái ti nhỏ xíu à, thì nó hụt cái hơi trong đó, nó lọt cái không khí nó thì nó sẽ không hút được cái nước. Thì anh em bóp bóp mồi mấy cái ha. Nó sẽ có hai cái mẫu quạt đó. Đây mọi người, cái này là mẫu quạt dạng khác, nó phun ra những cái lỗ đây. Cái này phải dời xuống đây và cắm ống nước vô đây ha. Thì mình đang để tượng trưng thôi. Đây là của Shizuka thì nó phun đây. Còn một số cái, hai cái mẫu này thì nó sẽ ly tâm ở trong đây, nó phun nước ở đây là sẽ quay cái cánh này và sẽ quay cái ly tâm, nó quay ra nước nó sẽ tạo thành một cái những cái giọt và nó quạt nó đẩy ra ha. Cho nên á là sẽ có hai loại khác nhau. Thì anh em muốn xài hơi nước thì bật hơi nước, còn không xài hơi nước thì nó là một cây quạt thường đó. Anh em muốn xài kiểu gì á thì xài. Ví dụ hôm nay nóng quá thì bật hơi nước lên, còn hôm nay lạnh quá thì khỏi đó vậy đó. Ai lấy anh mượn ghế ơi. Cái máy cano mà để cao như vậy, người giờ hết chỗ để máy cano, giờ bắt buộc phải bắt chuột một cái thanh để như vậy. Con máy này là máy Suzuki 140 ngựa, phun xăng điện tử 4 thì ha. 140 ngựa, cánh quạt mới ken, máy mới ken. Mà lấy cái nắp này ra cho anh đi, anh đứng lên đây. Mấy đứa chờ ác quá, quất cái máy gì nó cao ngông cao nhiều. Nên mỗi lần review một cái máy cano là mọi người phải đứng cái ghế, Hiếu già đó lùng rồi chứ.
có mét 67 mà mọi người chơi cao chót vót như vậy ha. Riêng cái phần máy là bao người zin 4 máy. Phun xăng điện tử, 4 cái bét phun đây. Bét điện ha. Cái con này mà họ chơi họ lái bằng tay, mọi người có tin được là cái con này mà lái tay không nè, số tay nè. Anh em muốn lái vô lăng thì lái vô lăng, muốn lái tay nè, chìa khóa để đây. Ha. Cái van cái này tắt an toàn, này là ben, ben lên ben xuống các kiểu. Mình không hiểu được cái ông Suzuki ông thiết kế cái kiểu gì mà máy 140 ngựa mà ông cho lái bằng tay. Ôi là mày. Zin nè, zin từng con ốc hết nha mọi người nha. Con này mọi người đưa xuống cái vỏ nào tầm khoảng 10m, 12m thì chạy còn đúng cái nịt. Đây là 4 cái buri. Ây da, nó sao quái chồng mọi người đâu. Cho nên là mới chơi mấy cái này mọi người phải có một cái tiếp mẫu ghi nó thật là dài. À, lọc xăng, cái này là cái bơm xăng nè mọi người, bơm xăng bằng hơi máy. Ở trong nó có những cái phíp á, nó nhịp 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 như vậy, là giống như nhịp tim mọi người, nhịp 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 và nó hút xăng lên. Và nó có những cái van một chiều ha. Đó, nó bơm bằng cái máy, cho nên là lý do nào cái máy cano mọi người để bình xăng thấp ở dưới nó vẫn hút lên được mà nó không xài xài điện nha. Đó, nó xài bằng bơm cơ. Đẹp chưa mọi người? Một con này mình quên mất tiêu giá rồi, giờ không biết luôn. Giá tí xíu báo cho anh em sau đi, giờ nó thật sự không phải là dấu giá mà con này hôm nay là mình quên giá nè. Cặp điện rồi đồng hồ các kiểu còn đủ hết trơn, ơi là màng. Đó, zin hết nha. Cái này là cái chốt khóa khi mà anh em cần dặn ga giữ cho nó một chỗ ha. Ben, ben trên đó là ben ở đây. Đây là lấy cái cần xuống. Con này nói chung là còn mới cực kỳ mới luôn mọi người ha. Tại vì mọi người biết sao? Cái bộ phận này là ngâm dưới nước nhiều nhất nè. Bao giờ nguyên cái bộ phận này là ngâm dưới nước nè mà không bị tan, không bị chốc một miếng sơn nào là mọi người biết là nó rất là ít chạy ha. Đó nè. Đời nhiêu ra? Đợi nhiêu thì mấy cái dòng này mình không biết nhìn đời. Mình chỉ biết bán thôi, là biết số tiền thôi. Đời là thua rồi. Mà mình để ông Suzuki này ghê thiệt đó chứ. Nguyên cái máy nhà hiệu mọi người ha. Quay nhà hiệu à. Rất là nhẹ. Mà lái bằng tay mới ghê. Không hiểu được. Vẫn có lái bằng vô lăng nha mọi người nè. Anh em đi cái dây lái vô đây và dặn vô đây nha. Cái này là dây dành lái vô lăng á. Gắn bên kia nữa. Là dành lái vô lăng. Con này thì thật sự là mình quên giá rồi. Mình sẽ, anh em nào quan tâm thì chụp hình và gửi lên Hiếu báo giá cho. Tại vì nãy quên, lu bu quên coi cái mail của Thuận nó gửi về là con này bao nhiêu. Nay cũng tèm lem tét lét hết mọi người. Tủ lạnh các kiểu tùm lum hết, tết nhất tới nơi rồi. Anh em mua tủ lạnh về để trữ đông thực phẩm chuẩn bị nhậu ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thôi bây giờ mình đi dựng clip để tối nay còn đi Noel nha mọi người nha. Bye bye.